dinhdưỡng.com.vn, cổng thông tin dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Cách tắm cho em bé. Chắc bạn đã có lúc gặp nhiều khó khăn khi tắm cho một em bé. Thật sự tôi cũng không biết phải làm như thế nào cả. May mắn là chúng ta có một chuyên gia chăm sóc trẻ em ở đây để chỉ cho chúng ta một vài kinh nghiệm trong việc này. Cô ấy mang theo một em bé như các bạn thấy đây. Chào bác sĩ, tôi mới sinh cháu được vài tuần. Liệu bác sĩ có thể cho tôi biết tôi có thể làm gì để tắm cho một em bé mới sinh? Trên thực tế, bạn không cần phải tắm cho một em bé mới sinh, bạn chỉ cần lau rửa một chút là được. Giữ cho mặt em bé sạch, giữ sạch phần háng, bởi vì chúng ta không nên quấy rầy đến quá trình phát triển ban đầu của trẻ. Bạn cũng không cần phải quá lo lắng về những vết bẩn mà trẻ mang trên người khi mới sinh ra. Đó là một hiện tượng hoàn toàn bình thường. Đó là những chất phủ bên ngoài da để giúp bảo vệ trẻ trong giai đoạn đầu. Chúng sẽ tự động biến mất theo thời gian. Vậy tôi không cần thiết phải tắm cho em bé hàng ngày. Không, bạn không cần tắm cho em bé hàng ngày vì em bé không thực sự bị bẩn. Một hoặc hai lần trên một tuần là hoàn toàn hợp lý. Vậy khi em bé bắt đầu bò thì nó sẽ thật sự bị bẩn, ta có nên thay đổi không? Khi đó ta nên thay đổi và thực hiện việc tắm thường xuyên theo lịch trình. May mắn là ngày nay chúng ta có rất nhiều sản phẩm tốt để thực hiện việc này. Và một khi bạn bắt đầu thực hiện việc tắm thường xuyên khi em bé lớn hơn, bạn nên lập một lịch tắm cho trẻ. Bác sĩ đề cập đến thói quen, làm cách nào để tôi có thể kiểm soát được lịch tắm cho em bé. Bạn cần tìm được một nơi nào đó thoải mái cho bạn và em bé. Bạn cần chắc chắn bạn mua đủ đồ dùng cần thiết để tắm cho trẻ. Cần đảm bảo em bé được an toàn và ấm áp. Bạn nên giữ cho nơi tắm kín và không bị lạnh. Về nhiệt độ nước tắm, nó quan trọng như thế nào vậy? Cực kỳ quan trọng, bởi vì bạn không được để em bé bị lạnh, cũng như không được để quá nóng. Bạn cần phải để nhiệt độ thích hợp. Bạn thấy đây, ta có một chậu nước ở đây, bây giờ ta bắt đầu đổ nước lạnh vào trước. Sau đó mới cho nước nóng vào, điều đó sẽ tránh cho thành chậu không bị nóng. Bây giờ, ta sẽ kiểm tra xem nhiệt độ nước có thích hợp không, đơn giản bằng cách nhúng cùi trỏ tay vào nước. Hãy nhúng nhẹ nó vào nước. Tại sao lại phải sử dụng cùi trỏ thế? À, vì chúng ta dùng tay hàng ngày và chúng đã quen với nhiệt độ nóng, do đó chúng không thích hợp để kiểm tra nhiệt độ nước. Tôi đang có ý định mua một chiếc nhiệt kế để đo nhiệt độ nước. Vậy nhiệt độ lý tưởng của nước tắm là bao nhiêu vậy? Nhiệt độ lý tưởng cho nước là khoảng từ 36 đến 38 độ C và mua một chiếc nhiệt kế chắc chắn là một sự đầu tư xứng đáng. Nhưng học cách sử dụng cùi trỏ của bạn cũng là một việc rất quan trọng. Vâng, vậy là ta có nước ở nhiệt độ đúng, chậu tắm đặt ở nơi thích hợp. Tiếp theo là gì vậy? À, bạn cần phải có mọi thứ bạn cần ở xung quanh. Quần áo sạch, khăn tắm sạch, kem chống rôm nếu cần và một số loại sữa tắm. Nào, bây giờ ta có thể bắt đầu tắm cho em bé. Đầu tiên, quấn em bé cẩn thận bằng một chiếc khăn tắm để giữ ấm cho bé. Chúng ta bắt đầu bằng việc rửa mặt và sau đó rửa đầu cho em bé. Tại sao lại phải làm hai việc này riêng biệt? À, hai việc được nối tiếp nhau và như thế em bé sẽ được thoải mái. Làm thế này, ta có thể đỡ được đầu em bé. Có một tay rảnh và giữ em bé ở vị trí chắc chắn, an toàn trong cánh tay. Ta thấm một ít nước vào miếng vải. Lau từ sống mũi, qua mắt ra bên ngoài. Đề phòng trường hợp có bụi bẩn gì, ta không được chuyển khăn sang mắt bên kia. Bây giờ, ta chuyển sang rửa đầu cho em bé. Giữ cẩn thận em bé và ta lau khăn ướt lên đầu em bé. Chú ý, đề phòng nước vào mắt. Ta gội đầu cho em bé. Em bé trông có vẻ an toàn khi tắm đúng không? Ta có thể dùng một chút xíu dầu gội đầu và nhẹ nhàng massage xung quanh đầu em bé. Bạn có thể chỉ cần làm việc này một lần trên một tuần và đơn giản là rội một ít nước. Bây giờ em bé đã được lau khô đầu rồi, tiếp theo ta sẽ làm gì? Tiếp theo, ta sẽ đặt đầu em bé vào trong chậu tắm để có thể tắm phần còn lại cho em bé. Ta bắt đầu bế em bé vào chậu tắm.
Tôi sẽ ôm em bé một cách chắc chắn, ôm cánh tay, vòng quanh cổ và dùng tay còn lại vòng qua mông, nắm vào chân em bé. Bằng cách này, ta đặt em bé nhẹ nhàng vào trong chậu. Chúng ta không được bỏ tay ra để cho em bé luôn được dựa, sau đó dùng khăn lau nhẹ. Vậy là tôi thấy bác sĩ ôm em bé bằng một tay, tay còn lại có thể thoải mái lau rửa cho bé. Chính xác, ta lại ôm chắc bé, nhẹ nhàng đặt trở lại, quấn khăn tắm quanh bé để bé không bị lạnh. Sau đó ta có thể lau khô người cho bé. Cách nào để lau khô cho bé tốt nhất? Đầu tiên, bạn phải lau toàn thân để nhiệt độ trở lại bình thường nhanh nhất có thể. Sau đó bạn lau kỹ các phần khác, sau cánh tay, đặc biệt là cổ. Xin cảm ơn bác sĩ đã chỉ cho tôi cách tắm cho em bé, thật là tuyệt vời.